Long đang đứng ở vị trí là cuối phiên chợ, đã cảm thấy sự náo nhiệt ở đây. Cuối phiên chợ thì Long thấy bày bán rất là nhiều cái con quay này, đó là cái đồ chơi cho cái cuộc chơi ở những ngày mà ngày Tết, ngày lễ hội của đồng bào ở trên này, và cả những cái ấy trâu nữa. Cái này là để qua quàng qua cổ trâu để cày bừa đấy các bạn, làm sức kéo cho trâu. Bên này cũng là những con quay rất là đặc biệt. Con chào ông nhá. Và con quay à? Anh ơi cho em xem con này đặc biệt đấy. Đây các bạn này, con quay trên này thì được vót nhọn một đầu thôi, và bên trên thì là đầu tù bằng. Còn ở bên trong này thì nó hơi khác một chút. Bên trong này thì nhọn cả hai đầu, và quay sẽ là quay cái đế ở dưới này. Ở dưới mình thì cái con quay nó lại khác các bạn nhá. Con quay nó lại được vót tròn bên trên, và bên dưới thì đẽo cái chân nhọn lên. Con này cầm chắc tay lắm. Gỗ này bằng gỗ gì đi ông? Gỗ đỏ. Gỗ đỏ à? Đây là lần đầu tiên mình nghe thấy cái gỗ đỏ này. Anh này anh mua hai con quay luôn. Rất là đông khu vực này. Rồi tạm biệt với cái khu vực bán những cái sản phẩm vui chơi cho ngày Tết, ngày lễ hội, thì mình sẽ đi sâu ở bên trong hơn một chút. Ở đây chào các chị các cô nhá. Chị cô bán những cái con chó đen và chó vàng được để trong những cái tấu. Mình thì gọi dưới mình thì hay gọi là cái gùi, còn ở trên này thì đồng bào người Mông gọi là cái tấu, quầy tấu. Đó, bây giờ sẽ tiếp tục di chuyển xong nhá. Khu vực này thì rất là nhiều chó đây. Anh, em đi nhờ chút ạ. Rất là nhiều chó. Đấy. Mỗi người xích một hai con bằng cái những cái sợi dây vải, vô cùng là đơn giản thôi. Đây là một đàn luôn à anh? Một đàn luôn à? Không hiểu. Vâng, cảm ơn nhá. Ôi đông quá các bạn ạ, à, mình đi máy quay này thì va chạm khá là nhiều nên là nó hơi rung một chút, mọi người thông cảm ha. Đây là các cô. Bán được nhiều chưa các cô? Đa phần là không biết tiếng phổ thông nhiều đấy các bạn ạ. Và đây là những cái con gà, đa phần là gà đen của người Mông thôi. Và mỗi người chỉ xách trên tay của mình một đôi hoặc là thậm chí là một con. Đấy, cả phiên chợ họ chỉ có thể là cầm một hai con gà ra bán thôi, cũng đã là bán hết được phiên chợ đó rồi. Chỉ bán những cái sản phẩm do gia đình mình tự trồng, tự cấy được và tự nuôi được. Rất là đơn giản như vậy. Đấy, cứ cầm trên tay này, cắp trên lách này. Đấy, mọi người thấy không? Cô cầm một con vịt này. Đấy, chị, chào chị nhá. Một chú gà đen. Đây là hai con gà. Gà đen này thì bao nhiêu tiền đấy? Bán theo cân hay bán theo con đấy chị? Một con là một cân. Một con một cân á? Con này bao nhiêu tiền? 201 cơ à? 201 mà cả 200 có bán không? 200 chú mua thì bán. Chú mua thì bán, người khác không mua không bán à. Cảm ơn chị nhá, chúc chị bán hàng may mắn. Rồi, tiếp tục sẽ di chuyển ở bên phía bên này. Đây bên này là chợ, một chút cái chợ nhỏ nhỏ, góc chợ này bán những cái con lợn đen các bạn ạ. Ôi đông quá. Đây các bạn này, lợn đen rất là nhiều. Và bên dưới kia thì là chợ trâu. Anh dám hỏng hết cái đống cứt lợn của em à? Dám hết cổng cứt lợn đó, tôi chết rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhá, không sao cả. Giày em dám liên tục. Em đi cày suốt mà. Anh đầu hai anh bảo mình dám hỏng hết đống cứt lợn của anh rồi. Rồi đây những cái con lợn được cho vào những cái tải mà được xách đi chở, đa phần chở trên xe máy đấy các bạn. Chứ không có lồng gì đâu. Mình sẽ di chuyển xuống khu vực chợ chim và chợ trâu kia một chút, sau đó là sẽ vòng ngược lại nhé. Đây khu vực dưới này thì vẫn là cái khu vực nhỏ chợ lợn. Mình sẽ đi xuống cái khu vực chợ chim và sau đó là đến chợ trâu bò. Nó vẫn là ở cuối phiên chợ các bạn ạ, rất là rộng. Ngay ở cuối phiên chợ này đã bày bán rất là nhiều các mặt hàng khác nhau rồi. Đây là các chú và các anh đang treo những cái lồng chim ở đây. Đa phần mình thấy chim sáo nhiều, hót díu dít luôn. Ngoài cái việc làm đem chim ra đây, đem những chiếc lồng ra đây để buôn bán trao đổi với nhau, thì họ còn đem chim ra đây để thi hót các bạn ạ. Thi hót và giao lưu cách nuôi chim làm sao cho nó hiệu quả. Bên kia cũng là một nhóm nhỏ.
cũng là bày bán chim luôn đây nữa. Thôi, mua về rồi à anh hay là dắt về không bán nữa? À mua về rồi à. Ôi con này bao nhiêu tiền đi anh? À 68 triệu. Rồi mình sẽ đi vào chợ trâu này một chút. Toàn trâu khủng thôi các bạn ạ. Trâu ở đây thì các thương lái có thể dắt ra để bán cho người dân từ các địa phương khác, hoặc là người dân chăn nuôi được thì đem ra đây để bán ngược lại cho thương lái. Đó. Có cả trâu lớn và cả những cái chú nghé nữa. Trâu ở chợ trâu này nhá, rất là đông vui các bạn ạ. Đa phần là nam giới là nhiều. Người ta cứ bán trao đổi trâu xong là đến khoảng khi mà tan phiên chợ 11-12 giờ thì bắt đầu là lựa chọn những cái chú trâu mà có sức khỏe tốt nhất để đấu với nhau. Đó. Cũng trong đó thì cũng có một chút cái cá cược tiền đó. Ui. Đây cũng có một số người đã lựa chọn được cho mình những con trâu để đem về nhà rồi làm giống rồi. Đó, chú kia chú mua được một cái con nghé cũng lớn lớn rồi đấy, về để làm giống chăn nuôi. Đây một con trâu rất là lớn này các bạn này. Ui, con này có khi là lớn nhất chợ rồi, rất là to. Con này to nhất chợ hôm nay đấy anh kìa. Sợ thứ nhờ. Ui dồi, khiếp. Xích hẳn vào máy luôn. Ui, sợ nó lồng ra. Ui dồi. Thích thật. Tạm rời xa với cái khu vực chợ trâu, chợ chim và cả chợ lợn nữa, cũng như là những cái con gà đen. Chúng ta sẽ đi tiếp tục tiến vào phía trong đi để tìm hiểu xem phiên chợ còn gì độc đáo nhá. Rất là đông, phiên chợ này rất là đặc sắc đây. Tiến vào phía trong này thì mình thấy bày bán rất là nhiều những cái dụng cụ lao động sản xuất. Có cả những chiếc cày của trâu bò và những chiếc trạc rất là lớn này để phục vụ cho nông nghiệp. Đây là những cái chiếc chảo mà dùng để làm cám lợn hoặc là nấu hoạt động rất là ngon. Còn là trên tay này đang cầm cái lưỡi cày. Để thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh COVID trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã Xín Chén chỉ đạo thực hiện nông nghiệp cần làm. Bên khu vực kia thì mình bán thấy bán quần áo và giày dép, cũng như là những cái nồi niêu xoong chảo phục vụ cho cuộc sống thường ngày. Thứ hai, nếu buộc phải ra ngoài luôn đeo khẩu trang. À, hãy giữ khoảng cách. Đây là cái khu vực đang tuyên truyền về 3, COVID. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Tư, thường xuyên vệ sinh nhà cửa. Đây, khu vực ấy rất là đông các bạn này. Phiên chợ cũng đang được dần xây dựng lại. Đây là cái nét hoang sơ nó còn giữ được rất là nhiều. Đây các cô đang bán những chiếc chổi rất đặc sắc. Đây trong khu vực này thì vẫn bán những cái con dao mèo, những cái xúc sắc trâu, xúc sắc của chó, liềm, cuốc, xẻng, dao và bẫy chuột, cũng như là bẫy thú nữa. Ở khu vực này thì có lẽ là mình sẽ lướt qua, mình không đi sâu vào trong đó nữa. Đấy các bạn, mình giơ máy cao lên, các bạn nhìn thấy không khí nóng nhiệt chưa? Bên cạnh những cái con quay đó là dụng cụ để chơi lễ hội ra thì còn có những cái chiếc gậy múa này cho những người phụ nữ, nhất là các bạn thiếu niên nữ là múa trong lễ hội cũng rất là đẹp. Ta sẽ cùng tiến vào phía trong tiếp theo nhé. Ở khu vực này mình thấy bán rất là nhiều những cái bánh đặc trưng này. Bánh này và xôi rất là nhiều màu nữa. Xôi này sẽ là 1 màu, 2 màu, 3 màu, 4, 5, 6 màu hả chị? Vâng, xôi 6 màu. À kia lỡ 7 màu, xôi 7 màu luôn. Toàn được, vâng, một lát nữa hôm qua. Cái xôi này thì được ngâm bằng những cái lá cơm tím, cơm vàng, cơm đỏ và cả nghệ nữa, để tạo lên những cái màu sắc như vậy, chứ không dùng hề dùng phẩm đâu mọi người nhé. Rất là sạch sẽ. À đông quá. Wow.
phiên chợ ngoài tiếng đặc trưng của nó là còn gìn giữ rất là nhiều cái nét truyền thống của đồng bào người Mông, người Nùng, người Dao ra. Thì đây ngoài công việc trao đổi mua bán thì còn là nơi gặp gỡ, bởi vì là phiên chợ chỉ diễn ra một ngày duy nhất trên tuần thôi. Và hôm nay là ngày thứ tư các bạn ạ, thứ tư hàng tuần. Quay gì bán hàng đấy. Đây chị này, chị à bạn này xinh nhỉ, mặc áo quần áo Trung Quốc phải không? Dín khéo miệng lắm, toàn tư vấn khách hàng này, nhiều đông quá. Dín ra đây bán hàng cùng chị. Cậu ấy là đi ơi. Lình cậu chưa đi lưu đâu á, xa xoa số thì mới là lình cậu chưa là châu chiều mà. Đây em gái ơi, quần áo đi em ơi. Gái ơi, sao? Đấy, chị ơi không lấy à? Hai người đẹp tư vấn cho nhau. Bạn sinh gái kia ở đâu? Áo mặc váy đấy ở đâu? Có gần Dín không? Ở xa nhau.